à hello xin chào anh chị em các bạn ha à, được anh em hỏi rất là nhiều về cái mẫu mô tô 6 này cruiser mẫu uh, xe nhỏ thì hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật riêng về cái mẫu xe cổ điển ha à, phần khối nhỏ ha phần khối thì cái này thì nó tầm phân khúc 125 đến khoảng 250cc đấy giá rẻ nhất thì hôm nay thì còn khoảng hơn 10 triệu cũng có nhá 10 triệu 20 triệu đấy. hoặc là phân khúc cao hơn chút xíu cũng có ha cái đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin để chỉ cửa hàng hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng phong mô tô để chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Kim Phương khu phố Bình Minh 2 Dĩ An Bình Dương nhé cửa hàng có mua bán trao đổi xe có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp trả góp em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên không nợ xấu ha trả trước 3 giá trị xe đó ngân hàng sẽ hỗ trợ em tối đa là khoảng được là 50 triệu nhé đấy anh em mà cần tư vấn về mẫu xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp và mình đến trực tiếp để xem xe nhé anh em nhé à, rồi những mẫu xe này thì có những mẫu xe thì cửa hàng bao hồ sơ và cũng mẫu xe thì cửa hàng sẽ bao giấy tờ hợp lệ đầy đủ cho em ha. Đấy, anh em để ý kế giúp mình ha. Giá thì cũng rất là rẻ rồi. Thì mình sẽ đi từ uh, từng hàng một nhé. Từng hàng một để anh em xem cho nó rõ hơn nha anh em nhé. Em đang đừng quên là đăng ký kênh để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi từ cái mẫu hút à, hút mươi 125 của hãng SQM ha. Đây là một hãng xe đến từ Đài Loan. mẫu xe hút kia này thì nói chung là xe thì đi nó cũng rất là ổn định nè. Đó. Cái đầu tiên là chiếc màu đen này, chiếc màu đen này thì biển số 66 2018 nhá. Đấy, giá thì con này thì cửa hàng để cho giá là 20 triệu bao giấy tờ hợp lệ nhá. À, giấy tờ hợp lệ thì có một số cái mẫu xe Nói chung là à, qua nhiều đời chủ này, có rút hồ sơ thì cửa hàng sẽ bao hợp lệ cho nhâm cho nó nhanh ha. Đấy, rồi những mẫu xe này thì cửa hàng vẫn bảo hành máy móc đầy đủ nhưng mà 6 tháng sử dụng nhé anh em cần thông tin chi tiết hơn thì cứ liên hệ trực tiếp số zalo ha đó con này thì có lên một cái bô đó, lên bô rồi còn máy móc thì vẫn là zin nguyên bản nhá sạch sẽ anh em nhé đó rồi còn chiếc thứ hai cũng là mẫu hút 125 hút 125 này thì con này màu trắng này à, màu trắng thì con này biển 66 2018 con này bao hồ sơ cho em là 23 triệu nhá biển 66 ha Đấy, hút kim 125. Đó, trong khi quay anh em chưa có thấy được rõ chiếc xe nào thì cứ liên hệ Zalo ha. Cửa hàng sẽ à, quay video chụp hình ảnh ký cho anh em và tư vấn thêm nhé. À, anh em ở xa thì cọc vài triệu thôi, cửa hàng vẫn có hỗ trợ ship toàn quốc cho anh em luôn. Còn bên này thì có mẫu uh, Thunder 150 cũng là của hãng uh, Suzuki luôn. À con này thì Thunder 150. Con này thì cửa hàng cũng bao giấy tờ hợp lệ thôi, ở à, đăng ký 2014 nhé. Đó à, rồi giá con này chỉ có 23 triệu thôi em nhé 23 triệu bao giấy tờ hợp lệ ha con này thì cũng có lên một số cái món đồ chơi Chưa là lên hai uh, thùng sau này ba ga này rồi phía trước thì mình thấy lên lên uh, đèn trợ sáng này anh em nhé Đó. Dần ngoài thì máy móc thì khá là sạch sẽ ha uh, máy móc thì zin con này thì chỉ có 23 triệu thôi bao giấy tờ hợp lệ cho anh em sử dụng nhé Đấy. rồi bên dưới thì còn khá là nhiều dòng xe à, phân khối nhỏ hơn cũng có anh em nhá phân khối lớn hơn cũng có luôn đấy GZ thì uh, cũng còn khá là nhiều đang về tiếp tục về thêm mấy chiếc anh em ạ đấy có con này thì uh, GZ này thì đã làm máy rồi anh em này con này biển 61 2017 ha đấy. con này thì uh, để cho em giá là 35 triệu thôi làm máy rồi nhưng trước thì mình có quay một hai video cho anh em rồi Ở máy móc rất là êm luôn dàn ngồi sạch sẽ ha. Uh, máy móc rất là êm làm máy rồi nhưng máy móc rất êm nhá dàn ngồi thì khá là cứng nhưng mà làm máy rồi thôi để kiểm giá mềm thì có 35 triệu thôi uh. còn bên này thì uh, một mẫu xe uh, cũng khá đáng trải nghiệm anh em này con này là mẫu uh, GBT Win 250 mẫu T Win 250 thì động cơ nó hai máy nhá 250 cc đấy hai để trước này thuộc upside down ha con này thì 250 thì chắc chắn là em phải có bằng A2 rồi ha A2 thì mình mới sử dụng được cái mẫu xe này À, 250 cc và cái máy của con này thì đi ngoài đường hú rất là v à hú như giờ một bốn máy em nhé đấy con này thì nó hú cực kỳ hay luôn động cơ rất là hay nhá đấy. vỏ lốp thì gây uh, lớn này rất là dày luôn xe cứng cáp liền lạc đây chủ xe thì mình thấy là có lên như là, cái pha pha đèn trợ sản palette luôn này đấy, à, kiểu dáng xích nhá đấy. À, 43 triệu em nhé 43 triệu 2022 đó, à, biển 61 mốt luôn À, mẫu kiểu dáng classic nha, 250cc, hai máy ha, giá rất là mềm luôn. Còn anh em thích của Kawasaki thì hôm nay thì còn một chiếc uh, Kawasaki W175, con này đang rút hồ sơ rồi anh em nhé, đăng ký 2018, con này thì giá cũng rất là mềm, 46 triệu thôi, 46 triệu bao hồ sơ gốc nhá, máy móc thì cửa hàng vẫn bảo hành 6 tháng sử dụng. À, W175. À, đối với con này thì anh em cũng phải có bằng A2 nhá, à, cc từ của nó lên đến 170. 7 179 Đấy, ô đô là Odo con này đi 7202 cây, mới đi hơn 7000 cây thôi em nhá. Đó, à, Kawasaki W175. Đấy. Rồi bên dưới này thì còn GZ này. À, GZ bên dưới này còn mấy chiếc em nhá. À, có đang về thêm vài chiếc em ạ. Chiếc này biển 43, 43 Đà Nẵng à, biển 67, à biển 43. Biển số à, con này biển 63 chứ. Odo là 41.000 cây, đó, con này là 43 triệu đăng ký 2018 em nhé với giá này thì cửa hàng vẫn bao hồ sơ gốc à, bao hồ sơ gốc bảo hành máy móc 6 tháng đầy đủ luôn còn chiếc bên này cũng là GZ150A à, GZ150A thì con này đăng ký 2017 nhé biển 70 Tây Ninh và giá con này còn 42 triệu con này thì ô đô nó đi uh, 59 ngàn đấy 59 ngàn cây ha rồi sau bên này thì cũng là GZ luôn Mình sẽ xem là con này là GZ uh, con này cũng là 150 luôn nhé, gz nhất 150A luôn. À, con này thì bị uh, mất cặp thùng sau, à, mất cặp thùng sau rồi. Đó, bồ zin ha. Xe zin liền lạc ha, sạch sẽ. Con này đăng ký 2017 biển 84. Con này thì giá hôm nay thì hàng để cho giá là 39 triệu thôi. Ô đô 34 ngàn cây. Đó, à, 34 ngàn cây ha. À, anh em mà cần thông tin hơn về chiếc xe nào thì inbox Zalo ha. Còn bên này thì uh, có thêm một mẫu xe, con này là mẫu um, À, một cái mẫu đến từ Ấn Độ anh em ạ. Đấy, mình xem nào. À, con này là Avenger 220cc nhé. À, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, à, biển Sài Gòn, biển 59 em nhé. Và hôm nay thì con này để cho em giá là 37 triệu thôi. Đó, xe rất đẹp nhé. Sử dụng bánh căm. Đấy. À, 2017 ha. Mình sẽ xem nào. Odo con này đi uh, 11.000, 11.034 cây, đi 11.000 cây thêm nhá. Uh, xe rất là sạch sẽ đẹp luôn. Có uh, lên thêm như là uh, cặp uh, túi, túi da này. Còn phía bên trong này, bên trong này thì uh, còn hai chiếc rebel uh, rebel uh, này là rebel tàu nhé, rebel Trung Quốc. Uh, chiếc này là 125 này, trang bị như là hai đĩa trước nha, hai tháng đĩa trước nha, một tháng đĩa sau. Uh, động cơ hai máy này đi rất là hầm hố, cú rất là phê luôn. Và con này thì cửa hàng để cho em giá là 18 triệu thôi. À, 18 triệu thôi anh em nhé. 18 triệu là có một chiếc Rebel đi dòng dòng cà phê rồi. Cái giá này thì cửa hàng thì là không bao hồ sơ đối với một xe Trung Quốc nhé. Còn chiếc bên này là chiếc Rebel cũng là 175cc. À, chiếc này biến Sài Gòn. À, biến Sài Gòn đăng ký 2010. Đó, giá con này chỉ 20 triệu thôi. Con này thì nó có trang bị một đĩa trước. Phía sau là thăng đùm nhé. Cũng là... Uh, trang bị động cơ hai máy luôn đó. rồi tiếp theo là cũng là GZ150A chiếc này cũng đang rút hồ sơ rồi đăng ký 2018 nhé đang rút hồ sơ rồi, con này thì giá hôm nay đang giảm còn 45 triệu Đấy, 45 triệu nhé, Đấy, xe rất đẹp liền lạc, nguyên bán luôn Sơn Si cực kỳ đẹp anh em này Sơn Si rất đẹp nhé Đấy, dàn trần ốc tán này Đó. máy móc thực hàng vẫn bao zin bảo hành máy móc 6 tháng và bao rút hồ sơ có con này thì mình lại không thấy không thấy cái giá ở đâu thì rớt giá rồi phải. À, con này mình trước mình cũng có báo giá cho anh một lần rồi, xe cũng khá đẹp anh em này, ở Z nhé. À, con này thì mình nghĩ là cũng tầm khoảng bốn mấy triệu, bốn sáu bốn triệu thôi. đó à, còn bên này thì còn một số cái mẫu đèn tròn ha. ở à, bên này thì còn mẫu Lê hai trăm, legend hai trăm thì hiện tại thì còn hai chiếc nhá, hai chiếc Lê hai trăm, chiếc này là biển 94 tư, chín tư con này thì hôm nay để cho em giá là 30 triệu nhá. 30 triệu đó bao rút hồ sơ bảo hành máy móc 6 tháng em nhé đây cái mẫu xe này thì nó trang bị hai để trước nhá bánh của nó mâm của nó là bánh mâm đúc này. mâm đúc em nhé hai để trước này đó, phục upside down này giải nhiệt bằng uh, két nhớt nhé rồi ok con này thì nó kiểu dáng uh, cà phê laser anh em muốn thay đổi thôi thay đổi lên uh, đông kiểu dáng xích thì mình chỉ cần thay cái đông lên rồi à, thành thành classic thôi à, về cái mẫu này cổ điển thì À, khá là dễ thay thế ha à, thay đổi kiểu dáng đó còn bên này thì cũng là mẫu lê gần 200 biển 85 2020 con này thì hôm nay cũng để cho ra là 30, 30 triệu luôn đó, 30 triệu của em nhé đó hai chiếc này hôm nay để đồng giá cho em luôn vẫn là bao hồ sơ gốc ha Đấy, máy móc thì vẫn bảo hành 6 tháng nhé còn bên này thì có cái mẫu rebel Trung Quốc này con này là 125 mẫu mini thôi à, biến Sài Gòn nhá con này thì giá cũng 11 triệu thôi dành cho anh chị em nào mà À, dáng nhỏ con à, một chiếc cơ mini à, đi dạo cà phê cà pháo thì có thể tham khảo mẫu này đó, 125cc rồi còn bên này thì có mẫu IBR 125 à, mẫu này thì đăng ký 2011 này à, động cơ thì nó cũng là 125cc cũng khá là giống giống với mẫu IB 125 nhá từ dàn chân này mâm lốp thì nó cũng khá là giống luôn à, xe nguyên bản nhá rất là cứng cáp con này thì 20 triệu thôi 30 20 triệu bao hộp lệ ha Xe uh, nguyên bản luôn Còn bên này thì có mẫu Suzuki uh, Suzuki EN 150A Con này thì giá 25 triệu này 3 hồ sơ gốc Này biển 70 Tây Ninh Xe uh, vẫn là nguyên bản em nhé Máy móc thì cửa hàng vẫn bảo hành 6 tháng Khi em sử dụng đó Ok hôm nay thì mình cập nhật qua cho em Một số cái mẫu phân khối nhỏ nhé Còn phân khối lớn thì cửa hàng còn Cũng còn khá là nhiều ha Những phần khối lớn thì bên dưới thì mình sẽ cập nhật sau tại xe để có ra về liên tục hàng ngày luôn anh em nhé à, Còn anh em cần báo giá thêm mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới ha Mình sẽ làm video sau để cập nhật thông tin báo giá sau ở à, Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp anh em nhé Trả góp anh em cầm theo căn cứ công dân từ 20 tuổi trở lên không nợ xấu ha Trả trước phần 30% giá trị xe thôi Đấy. Anh em mà cần thông thêm thông tin chi tiết thì cứ liên hệ nhé à, còn một cái mẫu cực xích nữa thì mình giới thiệu luôn cho anh em mẫu XSR này, XR 155 của Ramaha à, chiếc này thì uh, xe uh, có lên thêm như là chống đổ này rồi à, uh, giả chắn bùn sau và giá của này hiện tại càng để dâm ra là 65 triệu nhé đấy chiếc này thì biển số 60 đồng nai đăng ký 2020 đó xe đẹp len keng có giày cui đấy mình sẽ xem là con này ô uh, bao nhiêu ta ha con này hai chìa khóa riêng đầy đủ nhá đèn full led trước sau rồi ô đô con này đi uh, 6.639 km thôi đi hơn 6.000 cây đó, ok em nhé đó thì hôm nay thì mình cập nhật qua cho nhà một số cái mẫu xe nhé ở à, đây thì còn một chiếc GZ này chiếc này cũng mới về biển 93 Bình Phước 2019 thì chiếc này là 50 triệu em nhé 50 triệu đó xe rất đẹp nhé em thấy này dần xì xịt là dần trần ốc tán cực kỳ đẹp luôn đó rồi À, hôm nay thì mình cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe cổ điển ha classic của để anh em tham khảo còn những mẫu xe khác thì anh em cần báo giá mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau nhé đừng quên đăng ký kênh nhấn chuông mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm các dòng xe khác báo giá liên tục hàng ngày để anh em tham khảo nhé à, xin chào hẹn gặp lại anh em cái video sau nhé